Liên tục xin chào bác nghề, xin mời vì chờ đón một tiết mục rất là đặc biệt với phần biểu diễn của một nam nghệ sĩ, một giọng hát đã đi sâu vào lòng người suốt 30 năm qua, đã làm rung động hàng triệu triệu con tim trong và ngoài nước. Những vở cải lương kinh điển, những lớp trích đoạn quý vị đã từng xem qua chương trình Vầng Trăng của nhà Ngân Mãi Chuông Giang. Xin mời vị chờ đón ngôi sao sân khấu nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân. Một tràng pháo tay quý vị ơi. Dạ. Dạ, thế ban nhạc sao kêu em chào đọc không? Dạ, cảm ơn các anh nha. Dạ, lời nói đầu tiên cho Vũ Luân thay mặt cho tất cả anh em nghệ sĩ, xin kính chúc cho cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc. Kính chúc cho quan viên hai họ, tất cả quý vị quan khách có mặt trong buổi tối hôm nay nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe và luôn sống trong hạnh phúc ạ. Xin cảm ơn. Và bài hát đầu tiên Vũ Luân sẽ hát tặng cho tất cả quý vị một sáng tác của Yvonne, bài hát được mang tên 60 năm cuộc đời. Mời quý vị cùng thưởng thức. Phần cổ nhạc